Đánh mất những điều này coi như cuộc sống vô nghĩa. Cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu cuộc đời thiếu những mảnh ghép này. Thứ nhất, lý tưởng sống. Hầu hết trong chúng ta ai cũng từng có giai đoạn mông lung về cuộc sống, về định nghĩa hạnh phúc và cả sự thành công. Cảm giác này sẽ khiến chúng ta buồn bã, hụt hẫng và mất định hướng cho tương lai. Có thể bạn sẽ tự hỏi bản thân rằng ước mơ thực sự của bạn là gì và bạn phải làm gì để thực hiện ước mơ đó. Tuy nhiên, nếu bạn đang mất định hướng về cuộc sống, mất niềm tin vào cuộc sống, hãy dành thời gian để suy nghĩ lại, điều chỉnh và tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân mình hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn chỉ là một kẻ thất bại, đơn giản là vì bạn chưa khám phá hết được khả năng tiềm ẩn của bản thân. Đánh mất định hướng trong cuộc sống cũng chính là đánh mất đi cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân. Bạn hãy nhớ rằng sống không có nghĩa chỉ là tồn tại, mà đó là cả một hành trình của định hướng và tương lai. Thứ hai, cái chạm tay vào thế giới của người khác. Gia đình, bạn bè và những người xung quanh chính là một phần không nhỏ góp phần vào việc tạo nên cuộc sống muôn màu của bạn. Tuy nhiên, nguồn quay của cuộc sống, tiền bạc và danh vọng có thể khiến bạn quên đi những mối quan hệ bình lặng hàng ngày. Bạn trở nên xa lánh, ít quan tâm, thờ ơ và vội vã trong mối quan hệ. Bạn nên nhớ rằng, có những mối quan hệ nếu đánh mất bạn sẽ phải hối tiếc suốt cuộc đời. Đừng sống và làm việc chỉ như một con robot được lập trình, mà hãy mở rộng tấm lòng và sự quan tâm tới chính những người thân xung quanh bạn. Đừng khiến khoảng cách giữa bạn và những người thân yêu ngày một xa cách, bởi khi gục ngã, bạn sẽ chẳng còn một ai bên cạnh để tâm sự và sẻ chia. Thứ ba, đánh mất chính bản thân mình. Cuộc sống luôn vận động, thay đổi từng ngày và chúng ta cũng cần phải thích nghi với điều ấy. Tuy nhiên, hãy hòa nhập với cộng đồng, tiếp thu những điều tiến bộ và giữ được quan điểm cũng như cốt cách của bản thân. Đừng đánh mất bản thân vì những trào lưu và xu hướng của xã hội, bởi chúng ta sẽ không còn cái tôi riêng của mỗi người. Đặc biệt, bạn nên xây dựng cho bản thân một lối sống văn minh, lành mạnh và cố gắng phát huy những năng lực của bản thân. Hãy luôn là chính mình và bản lĩnh trước những biến cố của cuộc đời. 4. Sự kiểm soát. Cuộc sống sẽ trở nên ngày càng khó khăn nếu bạn đánh mất sự kiểm soát của bản thân vào những cảm xúc và suy nghĩ hàng ngày. Bởi cuộc sống không thể luôn vận động theo ý muốn và cảm xúc của bạn. Để thích nghi với điều này, bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của chính bản thân mình. Hãy nuôi dưỡng cho tâm hồn sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu với những người xung quanh. Kiềm chế sự tức giận, tính ích kỷ nhỏ nhen và lòng tham đố kỵ của bản thân để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Đừng để cảm xúc lấn át quá nhiều lý trí, bởi nó có thể khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc đời. Vậy để cuộc sống có ý nghĩa cần phải làm gì? Thứ nhất, hãy tìm kiếm đam mê. Nếu bạn yêu âm nhạc, tại sao không gắn bó với nó? Bạn không cần phải bỏ công việc hiện tại để theo nghiệp ca hát, nhưng vẫn có thể thường xuyên rủ bạn bè, người thân tới những quán karaoke hoặc thậm chí đầu tư hẳn một bộ để thỏa mãn đam mê của chính mình. Nếu không biết bản thân thích gì và muốn gì, đừng ngại thử tất cả những thứ có thể. Biết đâu bạn lại tìm được cho mình niềm vui bất ngờ. Khi có đam mê, bạn sẽ theo đuổi nó nhờ vào khao khát của bản thân. Mỗi sáng thức dậy sẽ có động lực để phấn đấu, và như thế chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn nhiều. Sống vô tư, không chút vướng bận, làm những điều mình thích để bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Thứ hai, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Cuộc sống tươi đẹp biết bao khi mọi người biết quan tâm và chia sẻ với nhau. Giúp đỡ không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà đến chính bản thân mình cũng cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Các tổ chức tình nguyện, thiện nguyện ngày càng phát triển,
bạn nên tham gia để có thể đóng góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Thứ ba, hãy đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Bạn sẽ vấp ngã nếu cứ để cuộc đời mình trôi qua trong vô định và không có phương hướng. Bạn phải đặt mục tiêu cho mình để có thể phấn đấu từng ngày, từng giờ. Mục tiêu đặt ra không cần quá cao, mất thời gian dài để thực hiện. Đó có thể chỉ là một mục tiêu ngắn hạn nhưng tạo động lực cho bạn. Thứ tư, hãy quan tâm đến những chuyện có thể khơi dậy trong bạn cảm hứng. Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Internet có biết bao câu chuyện về những người cũng trong tình trạng như bạn. Họ cũng đã từng chán nản, từng bỏ cuộc, nhưng rồi với ý chí tuyệt vời, họ bước qua rào cản của bản thân, xây dựng mục tiêu với đam mê và biến cuộc sống của họ trở nên ý nghĩa hơn. Tại sao bạn lại không tìm đọc những câu chuyện như vậy để thấy rằng chính bản thân mình cũng có thể làm được như họ, thậm chí còn có thể làm được tốt hơn? Cách làm này giống như một liều thuốc chữa căn bệnh từ ai. Họ làm được, tại sao mình lại không? Thứ năm, hãy làm bất cứ điều gì đó. Đừng ngồi lì trong nhà cả ngày và chỉ làm bạn với cái màn hình máy tính. Thật khó để thay đổi nếu như bạn không chịu cố gắng. Thử đi dạo phố, mua sắm hay đơn giản chỉ là quan sát mọi người xung quanh. Những người lao động cực nhọc nhằm kiếm đồng tiền mưu sinh, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào. Thứ sáu, tìm kiếm động lực. Nếu không tìm thấy động lực để biến cuộc sống tẻ nhạt của bạn trở nên ý nghĩa hơn, bạn đương nhiên sẽ chẳng có đủ sức mạnh để tìm ra đâu mới là điều mình nên làm. Phải có một động lực nào đó đẩy bạn lên phía trước và tạo niềm tin vững chắc để bước tiếp. Lúc đó bạn sẽ thấy mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những lúc cố lê đi từng bước chậm chạp và không mục đích. Và cuối cùng, hãy làm những gì cảm thấy vui. Cuộc sống có ý nghĩa khi cuộc sống có niềm vui. Vậy lý do gì mà bạn không làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc? Người khác nói sở thích của bạn thật điên rồ, nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi chính những điên rồ ấy lại mang đến cho bạn những giây phút thư giãn, những tiếng cười hạnh phúc không mang theo những lo lắng của cuộc sống. Mọi người sẽ có lúc cảm thấy thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng bạn phải nhớ rằng đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi mà thôi. Cuộc sống còn dài, bạn còn trẻ, không nên lãng phí thời gian vào những phút giây như thế. Ai cũng có mục đích, chỉ là chúng ta chưa nhận ra nó vào thời điểm này mà thôi. Hãy đứng lên và khám phá những bí mật chưa được biết đến của bản thân. Cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa mà bạn chưa biết đấy thôi. Những bí quyết đơn giản giúp bạn cân bằng cuộc sống và công việc. Ai cũng kỳ vọng rằng chúng ta có thể cân bằng cuộc sống và công việc, nhưng đó là quá trình liên tục và cần phải không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Ngày qua ngày, bạn căng thẳng mệt mỏi vì chạy theo những vấn đề liên tục xảy ra trong cuộc sống, mà quên mất chính mình và thậm chí cả những người thân yêu nhất. Không thể cân bằng cuộc sống đã khiến bạn ngày càng kiệt sức và hoang mang giữa cuộc đời này. Có thể nói, quá trình tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống diễn ra không có điểm dừng. Đơn giản là vì cuộc sống luôn thay đổi, nên thường xuyên đánh giá tình hình hiện tại thì mới mong có thể tìm lại được cân bằng cuộc sống và công việc. Trước tiên, học cách biết ơn và sống tích cực. Để cân bằng cuộc sống và công việc, bạn cần bình lặng, nghĩ về cuộc sống xung quanh. Hãy tự hỏi mình phải biết ơn điều gì. Hãy dành vài phút mỗi ngày để viết ra ít nhất 5 thứ mà bạn hiểu rằng cần cảm ơn. Đó là một cách hiệu quả để đánh giá có bao nhiêu việc đã diễn ra đi đúng hướng cuộc đời của bạn. Thứ hai, hãy đơn giản hóa mọi vấn đề. Cuộc sống đâu chỉ có mỗi công việc. Nếu bạn bận từng giây từng phút, không có thời gian cho những việc khác, lý do chủ yếu là bạn không biết sắp xếp những ưu tiên của cuộc sống. Nên biết nói không với những gì bạn không sẵn sàng để tập trung vào những điều quan trọng. Chọn cách sống đơn giản hơn, đừng quá cầu toàn. Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng,
và bạn phải tối ưu hết tất cả các công việc trong khoảng thời gian này. Thứ ba, hãy vui chơi để cân bằng cuộc sống và công việc. Nếu trong đầu của bạn chỉ có những suy nghĩ về công việc, nghĩa là hành động của bạn cũng như vậy. Thử sắp xếp lại thời gian để chỉ cần một tiếng trọn vẹn buổi tối bỏ hết điện thoại, công việc, lo toan sang một bên, để chơi với con, tận dụng thời gian này để vui đùa cùng con cái. Bạn sẽ thấy bớt áy náy khó chịu vì không có thời gian cho con. Hơn nữa, khi quay lại công việc, mọi thứ cũng trở nên hiệu quả hơn. Bạn yêu thương mọi người nhưng cũng đừng quên để cho gia đình biết rằng họ quan trọng thế nào với bạn. Thứ tư, hãy chia sẻ việc nhà. Nếu chỉ một người phải lo toan hết việc nhà sẽ tạo cảm giác nặng nề cho không khí gia đình. Vì thế, hãy khiến việc nhà trở thành niềm vui, là cơ hội chia sẻ của cả gia đình. Vợ chồng và con cái, thậm chí cả trẻ nhỏ cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc hàng ngày. Các con cũng có thể giúp những việc nhỏ và đơn giản để chúng cảm thấy có ích khi được phụ bố mẹ. Hãy bắt đầu bằng việc ngồi xuống bên nhau và thỏa thuận phân công. Đừng xem thường việc này vì chia sẻ công việc sẽ mang lại cho mỗi thành viên nhiều thời gian hơn, và quan trọng là nó tạo ra sự gắn bó trong gia đình. Thứ năm, học cách sống khôn ngoan với áp lực cuộc sống. Đừng bao giờ trốn tránh những áp lực trong cuộc sống, vì chúng sẽ không bao giờ tự bỏ bạn mà đi. Thực tế là hết vấn đề này sẽ có những vấn đề khác liên tiếp xảy ra. Điều quan trọng là cách bạn phản ứng lại như thế nào với chúng. Áp lực không hẳn là xấu, vì chúng tạo cho chúng ta động lực để phấn đấu, để chúng ta biết rằng mình đang đi sai đường, con đường không thể dẫn đến thành công. Nếu bạn không biết sống chung với áp lực, bạn sẽ bị chúng hạ gục. Hãy xem áp lực là điều tất nhiên phải có trong cuộc sống này, và đừng quá tập trung vào nó vì bạn vẫn còn những mối bận tâm khác như gia đình, tình yêu, sức khỏe, tín ngưỡng. Thứ sáu, hãy chăm sóc bản thân mình. Đừng để đến khi ốm, bạn mới thấy sức khỏe quý giá đến nhường nào. Lúc đó công việc bị bỏ bê, kế hoạch bị trì trệ, áp lực càng lúc càng tăng lên. Vì thế, trước hết bạn phải ưu tiên chăm sóc bản thân, vì chỉ khi có sức khỏe tốt thì mới dễ dàng xử lý áp lực có thể xuất hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không chỉ dành thời gian tập thể dục, mà bạn cần chú ý tới chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng và nghỉ ngơi khi cơ thể cần. Thứ bảy, hãy bỏ thói chần chừ. Khi có việc cần làm, hãy làm ngay. Sự lãng tránh và chần chừ đôi khi tốn nhiều sinh lực hơn là việc thực sự tiến hành ngay lập tức. Một khi đã bắt tay vào thực hiện, hãy tạm quên đi cảm giác miễn cưỡng lúc bắt đầu, để chỉ tập trung vào công việc. Để đỡ cảm thấy căng thẳng, hãy bắt đầu với những phần đơn giản nhất, rồi bạn sẽ thấy thoải mái để bước vào những phần khó khăn hơn. Thứ 8, hãy bình tĩnh tháo gỡ các yêu cầu. Có quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện, nhưng bạn đâu có thể làm hài lòng tất cả. Điều này dẫn đến phải có những lựa chọn. Khi đó hãy tự hỏi, nếu tôi thực hiện điều này thì nó có làm cho tôi và gia đình tôi hạnh phúc hơn không? Đừng để ý tới những lựa chọn tốn thời gian quý báu mà lại vô bổ. Nên suy nghĩ và mong đợi khách quan về bản thân và người khác. Đồng thời học cách thích nghi trong mọi tình huống. Khi thành thói quen, bạn sẽ có một cuộc sống cân bằng mong muốn. Thứ 9, biết lắng nghe cơ thể mình. Không ai hiểu cơ thể bạn bằng chính bạn, chỉ là bạn thường xuyên không để ý tới nó mà thôi. Hãy theo dõi khi nào sinh lực của bạn tốt nhất và tồi tệ nhất. Theo dõi nhịp sinh học cơ thể để biết cách tối đa hóa các chu kỳ tự nhiên. Trước khi đi ngủ, hãy dành vài phút để nghĩ về hôm nay và hình dung tới ngày mai. Tập thói quen lên danh sách các mục tiêu chính cần làm vào ngày mai để đảm bảo bạn không đi lạc hướng.